Mua laptop cũ giá rẻ, bảo hành trọn đời đến ngay tinphatlaptop.com. Mua qua kênh Dương Dê, giảm luôn 300.000 đồng. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Trên mình bây giờ đang là trên điện thoại Nubia Play và toàn bộ hộp phụ kiện của nó ở đây. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy là cái cách thiết kế này của cái Nubia Play, đặc biệt là phía mặt trước này, nó rất là giống với cả cái Nubia Red Magic 5G đúng nào. Đấy. Tuy nhiên đây là một cái dòng sản phẩm giá rẻ hơn nhiều so với Red Magic 5G. Thiết kế thì giống gaming phone nhưng mà bản thân nó lại không phải là gaming phone. Nó chỉ chạy con chip Snapdragon 765G thôi. Đấy, và nếu mà với những cái sản phẩm chạy chip 765G thì hiện tại rẻ nhất là Clickbuy đang bán cái con Redmi K30 5G với mức giá khoảng dưới 5 triệu. Đấy, tuy nhiên là sản phẩm này với mức giá là 7 triệu 890 nghìn đồng. Mình hình đánh giá là với mức giá là 7 triệu 890 nghìn thì đây là một mức giá cao đối với cả một chiếc điện thoại hàng xách tay chạy con chip Snapdragon 765G. Chứ còn nếu mà đây mà là hàng chính hãng mà chạy chip 765G thì lại ngon quá. Đấy, rồi. Ok, hộp thì nhìn rất là trẻ trung. Các bạn nhìn không? Hộp nhìn rất trẻ trung luôn. Đó, và chúng ta sẽ có dòng chữ đó là Nubia Play này. Be yourself. Đó, nghĩa là tạo nên cái cá tính của các bạn. Đấy, chúng ta sẽ có hình như phím home thì phải. Logo 5G ở đây. Đấy, dòng chữ Nubia ở đây. Và hai mặt luôn này, mặt trước mặt sau như một này, nghe ở trước sau như một này. Đấy. Và chúng ta sẽ có cái gì? Cái phiên bản của mình đang cầm trên tay này là phiên bản RAM 8, bộ nhớ trong 128. Đó, và bây giờ thì mình sẽ mở hộp nó ra nhé, để xem ở bên trong nó sẽ có những gì nào. Đây. Bên trong này chúng ta sẽ có que chọc SIM này, có sách hướng dẫn sử dụng này. Đó, cái SIM này thì admin Kha đã bóc ra rồi. Có vân tay bên trong màn hình luôn nhé. Chúng ta sẽ có những gì nữa đây. Bên trong này chúng ta sẽ có một cái sợi cáp màu đỏ, chắc chắn phải là chuẩn USB Type-C rồi, không thể khác được. Và chúng ta sẽ có một cái củ sạc 30W nữa đi kèm theo máy. Còn gì nữa không? Chỗ này hết này. Chỗ này chắc cũng hết rồi, chắc để làm cảnh thôi. Đúng thật, không có gì các bạn ạ. Không có gì. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với chiếc máy này. Quay trở lại với Nubia Play 5G. Đấy, một sản phẩm chạy con chip Snapdragon 765G nhưng mà mức giá tương đối cao. Tại sao nó lại có mức giá tương đối cao như vậy? Bởi vì mình nghĩ là nó sẽ có những điểm mà nó nhỉnh hơn những sản phẩm khác. Chất liệu thì rất ổn đấy nhá. Chất liệu thì là mặt lưng bằng kính này, khung viền thì là kim loại và cầm vào là vô cùng chắc chắn luôn. Ở đây nó còn có cả hai cái phím để cho chúng ta có thể chơi game được này. Đấy, hai cái chỗ chạm cảm ứng để cho chúng ta có thể chơi game được. Cũng là một cái điểm rất là hay. Đấy, mình thì mình thấy là không biết là cái sản phẩm này nó có thực sự hướng tới cái đối tượng người dùng là muốn chơi game hay không. Nhưng mà nếu mà muốn chơi game thì trang bị con chip này thì là không ổn. Màn hình thì được màn hình 144Hz và viên pin rất trâu, 5100mAh. Đấy là những điểm đáng tiền cái đã. Nhưng thôi, lát nữa thôi nói lại về những điểm đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua từng phần một. Mặt lưng này sẽ để lại tương đối nhiều mồ hôi và dấu vân tay. Đây là mặt lưng kính. Và khi chúng ta nghiêng đi như thế này thì nó sẽ có những đường hình chữ X này, nó hơi mờ một tí, các bạn nhìn được không? Đấy, nó sẽ có những đường hình chữ V như này, V lộn ngược ấy. Đấy, và V như này nữa tạo thành hình chữ X như này. Và mặt sau này chính thức là chúng ta sẽ có 4 camera chứ không phải là 3 camera đâu. Đấy, 3 camera đặt ở phần này, còn một cái camera nó lòi ra ở bên ngoài này nữa. Đấy, thì đầu tiên chúng ta sẽ có một camera chính có độ phân giải là 48 megapixel của lỗi f1.8. Camera góc siêu rộng có độ phân giải là 8 megapixel của lỗi f2.2, tiêu cự 13mm. Một camera macro có độ phân giải là 2 megapixel của lỗi f2.4. Và một camera hỗ trợ cho việc chụp ảnh xóa phông có độ phân giải là 2 megapixel khẩu độ là f2.4. Đấy, nói chung là cái thông số này rất nhiều sản phẩm tầm trung năm nay đã sử dụng cái thông số này rồi. Mình nghĩ là chắc sẽ chủ sử dụng chung mấy cái cảm biến, rồi là cũng nhập từ một nguồn nhà phân phối ra thôi. Chúng ta sẽ có đèn flash ở bên cạnh. Đấy, logo 5G ở đây, dòng chữ Nubia ở đây và design by Nubia. Đấy, có một mũi tên này nữa này. Cái thiết kế này thì đúng là nhìn một phát là biết ngay là một sản phẩm của Nubia rồi. Ở phía các cạnh thì sao? Cạnh trái thì hoàn toàn không có gì cả và chỉ có những hai cái vạch nhựa để cho máy có thể thu phát sóng tốt hơn. Phía bên cạnh phải chúng ta sẽ gồm phím nguồn, phím tăng giảm âm lượng và cái phím để chúng ta có thể chơi game được. Đấy, kích hoạt để chơi game. Ở phía dưới này chúng ta sẽ có cổng sạc chuẩn USB Type-C, loa ngoài, mic thoại và một cái khay. Đây, mình sẽ chọc cái khay này ra. Đây là một cái khay chứa hai SIM nhá, nhưng mà đây là khay SIM hai mặt này. Chúng ta sẽ lật mặt trước, lật mặt sau lên để nhét SIM vào. Rồi, úi dồi ôi, vất vả quá, nhét cái SIM vất vả quá. Ok, phía trên này chúng ta sẽ có một cái mic phụ nữa. Đấy, và chiếc điện thoại của chúng ta được dán một cái miếng dán màn hình sẵn ở bên ngoài như thế này. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với màn hình của máy. Màn hình của máy thì sẽ có kích thước là 6,65 inch. Độ phân giải sẽ là Full HD cộng 2340 x 1080 pixel. Tỷ lệ màn hình sẽ là 19,5 chia cho 9.
cho một cái mật độ đồng ảnh rơi vào khoảng 388 PPI. Đấy, 388 PPI thì thực ra là đối với màn hình AMOLED thì cũng vừa đủ nét thôi. Đấy, và mình sẽ thử xem là cái phần điều chỉnh cái ấy ở đâu đây. Đây, refresh rate đây. Đấy, chúng ta có thể điều chỉnh là 90Hz, 144Hz hoặc là 60Hz, chứ không có tùy chọn là 120Hz. Đấy. Đây, ở đây thì chúng ta có thể hiển thị lên luôn ở trên này này. Đây. Đấy, nghĩa là hiển thị tần số quét màn hình ở trên này luôn. Các bạn thấy không? Đấy, nó hiển thị 90, ví dụ mình chọn 144 thì nó sẽ như thế này. Đấy. Rồi, đấy, 144 như thế nào. Rất mượt luôn đấy, mượt lắm đấy. Ok, màn hình này thì mình đánh giá là rất là trong. Góc nhìn thì tốt, góc nhìn cực tốt luôn. Màn hình này là tương đối đẹp. Và phần viền trên, viền dưới làm tương đối dày. Viền hai bên thì làm ở mức độ bình thường. Tại sao làm dày như này? Vì khi các bạn chơi game, nó sẽ có điểm tựa để chơi game tốt hơn. Và mình thấy là thiết kế như này là vừa đủ đẹp. Cái phần viền trên nó không đến mức độ gọi là quá mỏng lắm. Nhìn này nhìn rất là khỏe khoắn, nam tính ấy chứ. Phía trên này chúng ta sẽ có một camera selfie độ phân giải là 12 megapixel, kèm theo đó là các cảm biến. Chúng ta sẽ có loa thoại ở đây. Và cái phần mà các bạn quan tâm nhất đấy chính là hiệu năng thì sao. Đây, mình sẽ cho các bạn xem luôn hiệu năng của chiếc điện thoại này. Đấy, chip Snapdragon 765G, RAM 8, bộ nhớ trong là 128, thể đọc ghi bộ nhớ trong là UFS 2.1. Nó sẽ có những phiên bản tùy chọn khác, đấy là phiên bản RAM 6 bộ nhớ trong 128 hoặc là phiên bản RAM 8 bộ nhớ trong 256 nữa. Thế còn về phần mềm thì sao? Phần mềm đây, mình sẽ thử xem là đã có tiếng Việt hay chưa nhá. Nhưng mà các bạn nhìn này, trông tiếng Việt của con này nó xi đa cực kỳ luôn. Đây, các bạn nhìn nhá, cài đặt thì bằng tiếng Việt này, xong cái chỗ là Dual Card and Mobile Networks thì lại ghi bằng tiếng Anh này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, Notification and Status Bar cũng bằng tiếng Anh luôn này, xong hiển thị bằng ghi tiếng Việt. On-One Display ghi bằng tiếng Anh. Lock Screen and Launch and Theme cũng ghi bằng tiếng Anh luôn. Cái này thì ghi bằng tiếng Việt. Trời ơi, rất là xì đa luôn. Nghĩa là được cái có cái không. Rất vớ vẩn. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ có những cái gì nữa nào. Đây, giới thiệu về điện thoại đây. Phiên bản Android là Android 10 nhá. Hiện tại thì nó đã có một cái bản update ở đây, khoảng 205 MB. Đấy, tuy nhiên là mình chưa cài đặt vội vì cài đặt vào thì tự nhiên nó sẽ khởi động lại máy. Đấy. Còn cái điểm số AnTuTu thì chắc là cũng không cần phải nói đến đâu, bởi vì là cơ bản nó chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi. Đấy, được cái là sau này nó sẽ có viên pin rất là lớn, đó là 5100mAh và có hỗ trợ sạc nhanh 30W đi kèm nữa. Còn đây là giao diện camera của nó đây. Đấy, đây giao diện camera đây. Chúng ta sẽ có các chế độ, đó là 1X này, 3X này. Đấy, chà. Chúng ta sẽ có 5X ở đây này và 8X, xem tối đa là bao nhiêu nữa đây. Ồ, hết rồi, chỉ được lên 8X thôi, không để lên được nữa. Còn đây là cái camera selfie của nó đây, camera selfie như thế này mình đánh giá là ổn đấy nhá. Đây, camera selfie là tương đối ổn đấy. Chế độ Pro thì chúng ta có thể điều chỉnh phơi sáng này, cân bằng trắng này, ISO này, lấy nét bằng tay này, EV này, vân này. Chúng ta sẽ có cả góc siêu rộng ở đây nữa này, đấy, góc siêu rộng đây nhá các bạn nhá. Cũng có thể điều chỉnh được cả cân bằng trắng này, cũng có thể điều chỉnh được ISO, cũng có thể điều chỉnh được EV. Đấy, ngoài ra nữa thì chúng ta cũng sẽ có những hiệu ứng vui vẻ, ví dụ như là chụp ảnh camera gia đình này. Đấy, chúng ta sẽ có video ở đây thì có cả chống rung này. Đấy, siêu chống rung ở đây nhá. Đấy. Quay video được ở định dạng 4K 60 khung trên giây luôn. Đấy, H264 cái thứ này. Nói chung là tất cả những cái này thì nó cũng cơ bản thôi. Tổng quan lại thì sau khi mở hộp cũng như là trên tay nhanh cái sản phẩm Nubia Play này, mình thấy là như thế này. Đây là một sản phẩm chạy con chip Snapdragon 765G giá cao của hàng sách tay. Tuy nhiên đánh đổi đó thì chúng ta sẽ có một chiếc điện thoại thiết kế rất hầm hố và gaming, theo thiên hướng gaming. Đấy, có những cái hỗ trợ cho vấn đề chúng ta chơi game như thế này. Đấy, pin rất trâu, 5100mAh, có hỗ trợ sạc nhanh 30W đi kèm. Cấu hình thì chơi game mình vẫn đánh giá là chơi game được, chứ không phải là chơi game tệ. Chip này được mỗi tội là giá cao thôi. Màn hình tần số quét rất cao, 144Hz. Đấy, vào một cái thiết kế thì các bạn thấy rồi đấy, mình đã nói rồi đấy, đấy là rất hầm hố. Được chưa? Các bạn cảm thấy sao? Và theo các bạn thì các bạn có đánh đổi lấy cái con chip để lấy những thứ khác mình đánh giá là tương đối ngon ở sản phẩm này hay không? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Tất cả những thông tin về chiếc Nubia Play các bạn có thể tham khảo tại website của Clickbuy. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Đúng là có cái ấy là không ngửi được cái tiếng Việt dịch SIDA quá.